Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa quyết định không tổ chức hội diễn Vô Vi Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Hội diễn Vô Vi Nam tỉnh Thanh Hóa là hoạt động thể thao truyền thống tổ chức vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm với sự tham gia của các vận động viên đến từ các câu lạc bộ Vô Vi Nam trên toàn tỉnh. Tuy nhiên năm nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và các vận động viên, góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo không tổ chức hội diễn các câu lạc bộ Vô Vi Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Năm 2021, nhiều doanh nghiệp thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đa số vẫn cố gắng duy trì chế độ thưởng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Những món quà phần thưởng Tết kịp thời đã tạo khí thế phấn khởi cho người lao động và cũng là động lực để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 400 doanh nghiệp với gần 97.000 lao động đang làm việc. Năm 2021, sự bùng phát trên diện rộng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất doanh thu của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vẫn cố gắng cân đối các nguồn thu chi, đảm bảo cho người lao động nhận đủ lương, thưởng Tết và các chế độ phúc lợi. Đa số các doanh nghiệp đều thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động. Ngoài ra còn có phần thưởng khuyến khích đối với những cá nhân có thành tích lao động tốt trong cả năm. Đến thời điểm này thì công ty đã chi trả hết những toàn bộ lương thưởng Tết cho công nhân. Nên mà chúng tôi rất là yên tâm trong làm việc và có tinh thần cao hơn trong công việc để giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch trả lương thưởng các khoản phúc lợi khác sớm và công khai để người lao động biết. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác nhằm chăm lo chia sẻ với công nhân và cũng là giải pháp để giữ chân người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Vượt qua điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng với kết quả 100% đối với cả 3 dự án thành phần, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vấp phải hai khó khăn lớn là thiếu bãi đổ thải và nguyên vật liệu phục vụ thi công. Với tinh thần chủ động linh hoạt trong áp dụng các quy định pháp luật, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước tháo gỡ các khó khăn này, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Đối với dự án cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, việc bố trí bãi đổ thải gặp nhiều khó khăn do địa bàn các huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Nghi Sơn, nơi dự án đi qua không có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu san lấp. Trước yêu cầu cấp thiết về tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị có liên quan chủ động tìm kiếm và linh hoạt áp dụng quy định của pháp luật trong bố trí bãi đổ thải. Theo đó, bãi đổ thải phải đáp ứng các tiêu chí, hạn chế tối đa việc xâm lấn vào diện tích đất hai lúa, không nằm trong hành lang đê điều và gây ảnh hưởng đến công tác tiêu thoát lũ. Liên quan đến vấn đề thiếu nguyên vật liệu, chủ yếu là đất đắp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã chủ động áp dụng nghị quyết số 60 và nghị quyết số 133 của Chính phủ trong việc nâng công suất khai thác của các mỏ đất được cấp phép lên tối đa mà không cần làm thủ tục bổ sung. Đặc biệt rút ngắn thời gian cấp phép từ 1 năm xuống còn 6 tháng cho các mỏ chỉ phục vụ thi công dự án. Tham mưu Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái sở ban ngành khi thẩm định hồ sơ của các cái dự án nhà thầu trực tiếp lập hồ sơ ấy, thì là phải rút ngắn thủ tục ít nhất là còn 2/3 thời gian theo quy định. Do vậy là cái thời gian cấp phép cho các nhà thầu là đã được rút ngắn là hết sức. Công tác giám sát quản lý cái sản lượng khai thác ấy thì cũng phải thực hiện quy định và áp dụng là rất chặt chẽ. Ví dụ như tại các mỏ mà khi khai thác ấy, thì đều phải có camera giám sát cái việc là vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác và sau khi kết thúc dự án là phải hoàn phục lại môi trường, bàn giao lại đất cho địa phương quản lý. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về bãi đổ thải và nguyên vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn. Tuy nhiên, quá trình làm việc giữa các đơn vị phát sinh nhiều vướng mắc, trong đó đã xuất hiện tình trạng đổ thải chưa đủ trữ lượng đã đăng ký hoặc dù nhà thầu kiến nghị thiếu vị trí đổ, nhưng một số vị trí đổ được chấp thuận lại chưa phát sinh hoạt động đổ thải. Vấn đề này đòi hỏi sự quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng liên quan nhằm đảm bảo linh hoạt, tháo gỡ khó khăn, nhưng các hoạt động khai thác đổ thải phải đúng quy định của pháp luật.
Ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân huyện Thọ Xuân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Thưởng, sinh năm 1992, ở thôn 10, xã Quảng Phú, về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, Đỗ Văn Thưởng đi từ nhà đến nhà thờ giáo xứ Phúc Địa ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân để chơi đêm Noel. Khi đi, Thưởng có đem theo một quả pháo nổ giấu trong người với mục đích đốt pháo gây tiếng nổ để tạo sự chú ý cho những người đi đường. Sau đó, Thưởng đã dùng bật lửa đốt quả pháo phát nổ. Lực lượng công an xã Quảng Phú đã có mặt bắt quả tang đối tượng và thu giữ vật chứng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Thưởng mức án 4 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự. Sáng nay 26 tháng 1, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính gồm các ngành quản lý thị trường, công an tỉnh, sở tài chính, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức tiêu hủy 137 mặt hàng là tang vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian vừa qua. 137 mặt hàng với hàng ngàn sản phẩm gồm quần áo, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, các loại bánh kẹo do nước ngoài sản xuất, bài bạc bịp. Đây là những sản phẩm vi phạm các quy định về lưu thông hàng hóa trên thị trường, là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn. Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính đã thống nhất các phương pháp tiêu hủy là cắt, đập nát, sau đó cho xe nghiền nát làm biến dạng, mất hoàn toàn công dụng của sản phẩm. Dưới sự giám sát của hội đồng tiêu hủy hàng hóa, toàn bộ sản phẩm vi phạm trên sau khi làm biến dạng được vận chuyển về bãi rác Hoàng Đức, Hoàng Hóa để đốt cháy theo đúng quy định. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Chiều ngày 25 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 22 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của Nguyễn Ngọc Cần, sinh năm 1994, trú tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 con gà, hàng chục cặp cựa sắt, trên 150 triệu đồng, 15 điện thoại di động, 8 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do Cần đứng ra tổ chức, tiền cược cho mỗi trận đá gà từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, Cần còn cử người canh đường, cảnh giới từ xa để tránh bị công an phát hiện. Ngày 25 tháng 1, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Tam Phước cùng hai công chức địa chính phường Tam Phước là Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh thành phố Biên Hòa. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai và ông Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Công an tỉnh Trà Vinh quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Cao Thị Mỹ Châu, 47 tuổi, ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, năm 2010, bà Châu cùng gia đình từ tỉnh Đồng Nai chuyển về huyện Trà Cú làm nghề mua bán cá lóc. Do tin tưởng nên các bị hại đồng ý bán cá cho bà Châu và thỏa thuận miệng, không làm hợp đồng mua bán. Cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt giữ, bà Châu còn nợ tiền mua cá của nhiều người với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Lê Văn, 24 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng để làm rõ hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Theo điều tra ban đầu, tháng 10 năm 2021, Tuấn rủ Văn tham gia cá độ bóng đá, sau đó Tuấn liên hệ với Đỗ Trường Giang, 27 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá 600 triệu đồng. Từ tài khoản tổng này, hai đối tượng đã chia nhỏ làm 7 tài khoản khác rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định chỉ hơn 2 tháng qua, nhóm này đã tổ chức cá độ cùng các con bạc ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng Văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.